Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ EU bất thường đã diễn ra tại thủ đô Brussels, Bỉ. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã bàn thảo về cách ứng phó với làn sóng người tị nạn rời Afghanistan. Bộ trưởng Bộ Nội vụ các nước EU khẳng định chính sách của toàn liên minh là quyết tâm hành động chung để tránh sự lặp lại cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 do cuộc chiến ở Syria gây ra, đồng thời tăng cường việc bảo vệ biên giới bên ngoài của liên minh. Ưu tiên của EU lúc này là bảo đảm cho những người cần được bảo vệ quốc tế có thể tiếp nhận trong khu vực, nghĩa là ở các nước láng giềng của Afghanistan như Pakistan, nhằm tránh dòng người di cư bất hợp pháp quy mô lớn đến châu Âu. Ủy ban châu Âu dự kiến một khoản ngân sách đồng hỗ trợ cho các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người di cư lên đến 300 triệu euro cho 30.000 chỗ, tức là 10.000 euro cho mỗi người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng kháng vaccine. Biến thể này chiếm tỷ lệ cao bùng phát ở Colombia vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Biến thể đang được theo dõi là B1621, còn gọi là biến thể MU, đã được WHO phân loại là biến thể đáng quan tâm. WHO cho biết biến thể MU chứa các đột biến có khả năng kháng vaccine, do đó cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về biến thể này. Sau khi bùng phát ở Colombia hồi đầu năm, biến thể MU đã lan sang các quốc gia khác ở Nam Mỹ và châu Âu. WHO cho biết biến thể MU chiếm chưa đến 0,1% số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, ở Colombia, tỷ lệ này là 39%. Bộ Y tế Campuchia vừa thông báo nước này vừa phát hiện thêm 1.916 trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể Delta. Tính đến nay, biến thể Delta đã xuất hiện tại 23 trên 25 tỉnh thành tại Campuchia. Thủ đô Phnom Penh là nơi có số ca nhiễm biến thể Delta nhiều nhất với 618 ca. Tiếp theo là tỉnh Ban Tây Miên Chay với 388 ca. Một số tỉnh giáp biên giới với Thái Lan như Odo Miên Chay và Prahia cũng có nhiều trường hợp nhiễm biến thể Delta, chủ yếu là lao động từ Thái Lan trở về. Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bun Heng kêu gọi người dân cảnh giác và tự bảo vệ bản thân để tránh lây nhiễm biến thể Delta. Trong 24 giờ qua, Campuchia phát hiện có 439 ca dương tính với COVID-19 mới và 11 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 93.055 ca và 1.903 ca tử vong.